như con tìm hiểu được trên mạng thì khi ngồi thiền kiết già, các thầy thường chỉ chân trái bắt lên chân phải trước và sau đó ngược lại. Tuy nhiên vì tập quán hàng ngày nên con thuận tiện hơn khi ngồi theo kiểu chân phải bắt lên chân trái trước và sau đó ngược lại. Theo sư thì ngồi thiền như vậy có chính xác hay không? À, thưa với quý vị đó là cái quan trọng là ở cái tâm của mình thôi, chứ còn không có một cái bài kinh nào nói là khi mình ngồi thiền thì chân trái bắt lên trước hay chân phải bắt lên trước. Mà cái vấn đề đó là quý vị ngồi cái đề mục thiền quý vị như thế nào, đó mới là cái quan trọng. Chứ còn đó, mình thực hành thiền mà mình chỉ biết có mỗi cái chuyện ngồi và mình ráng ngồi sao cho đẹp á, thì rốt cuộc á, là mình sẽ bỏ đi cái quan trọng nhất. Hơn nữa xin hỏi quý vị là một ngày như vậy á, quý vị ngồi được bao lâu, rồi thời gian còn lại đó quý vị làm cái gì? Nhiều người thì họ đơn giản họ xả thiền, nhưng xin thưa xả thiền á, đó là một cái sự sống buông lung phóng dật. Mà nếu như chúng ta hành thiền mà một cách đúng đắn thì không có cái gì cả. Và đó, sư chỉ có cái lời khuyên như vậy thôi. Và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.